Không phải là mình không thấy những câu hỏi mà thực ra là mình chưa nghĩ ra để trả lời á. Thực ra rồi ok, nào đối diện. Ok. Lần đầu tiên gặp Ngân anh có cảm nghĩ gì không anh? Tất nhiên là phải có cảm nghĩ rồi em. Gặp ai hay là gặp ai tất nhiên là mình cũng phải có cảm nghĩ của riêng mình. Với Ngân thì trước khi gặp Ngân thì anh có biết về Ngân với về hình ảnh là hot girl boxing từ ngày xưa rồi. Và cũng có xem một bộ phim của Ngân đóng rồi. Và cảm nghĩ à, ở ngoài nhỏ hơn rất nhiều so với suy nghĩ của anh. Nhỏ ấn nghĩa là về hình ảnh của một hot girl boxing mà mình tưởng tượng trong đầu, và sau cái bộ phim mà mình xem thì mình nghĩ là ban đầu gặp thì chắc là trông sẽ lớn hơn một chút, nhưng mà khi mà gặp Ngân thì ấn tượng ban đầu nhỏ hơn những gì, nhỏ nhỏ hơn mình nghĩ, nhưng mà rất là xinh.